Em bị sâu răng và đã vào tới tủy. Nha sĩ nói với em là có khả năng phải nhổ và em muốn giữ răng lại và chán thì có sao không? Nếu nha sĩ nói với em mà phải nhổ thì lời khuyên của anh đó là chúng ta sẽ cần hỏi nha sĩ xem là lý do là vì sao cái răng của em phải nhổ. Anh ví dụ nhé, nếu mà cái răng của em mà mới vào tới tủy thôi thì nếu mà như anh là cái bác sĩ thì sẽ tìm mọi cách để mà giữ lại cái răng thật của em, chứ sẽ đấy là tìm mọi cách nhé, chứ còn đâu là sẽ không tìm mọi cách để nhổ chiếc răng đó. Nên là lời khuyên của anh đó là nếu mà giữ được răng thì tốt hơn rất nhiều so với việc là phải nhổ bỏ. Còn nếu mà trường hợp mà phải nhổ bỏ thì cũng nhanh chóng sớm là để mà cắm một cái chân răng khác thay thế. Và nếu em bị sâu răng vào bánh tủy thì cái việc mà giữ lại được thì nó sẽ tốt hơn. Thế còn nếu mà vào đến tủy mà nó hỏng cả chân răng rồi mà nó không giữ được thì anh phải bỏ. Rồi, ok.